Bảo Anh chính thức trả lời về chuyện làm mẹ ở tuổi 30, lộ bụng lùm xùm. Những ngày qua, ca sĩ Bảo Anh thường vấp phải không ít lời chê bai về trang phục. Mới đây, giọng ca Anh muốn em sống sao có mặt ở một sự kiện lớn, cô lựa chọn chiếc áo màu vàng nổi bật cùng chiếc váy màu đen. Trước hình ảnh trên, không ít khán giả đã để lại bình luận mỉa mai và chê bai gu thời trang của Bảo Anh. Ai nấy đều cho rằng, nữ ca sĩ đang tự khiến bản thân trông già đi và kém hấp dẫn so với tuổi thật. Sau khi nắm rõ những góp ý của cư dân mạng, Bảo Anh đã chính thức lên tiếng chia sẻ. Khi xuất hiện tại một sự kiện mà đồ trang phục có vấn đề thì mình không thể giải thích rằng tôi có lý do được, nhưng Bảo Anh mong mọi người sẽ hiểu rằng con người ai cũng có những lúc sơ suất. Không chỉ thế, Bảo Anh còn vướng phải nghi vấn là mẹ ở tuổi 30 khi thường xuyên xuất hiện với trang phục rộng thùng thình, khác hẳn với style sexy mọi ngày của cô. Trước tin đồn này, nữ ca sĩ khéo léo phủ nhận tin đồn. Tại vì Bảo Anh hay mặc áo rộng, mình vẫn nhận thấy bụng vẫn còn rất bé. Thời gian qua, Bảo Anh lười biếng không có đi tập gym, bụng vẫn chưa bự đến mức báo động mà mọi người khắt khe với nghệ sĩ quá. Bảo Anh đã cho ra mắt ca khúc ballad mang tên Từng Là Của Nhau, hợp tác cùng rapper Táo và nhạc sĩ Lily. Bên cạnh đó, nam chính của MV sau bao ngày giấu kín cũng chính thức lộ diện, chính là nam diễn viên Lãnh Thành. Thông qua sản phẩm này, Bảo Anh cũng đã có những chia sẻ về góc nhìn quan điểm của mình trong việc làm bạn với người yêu cũ. Cụ thể, nữ ca sĩ cho biết, vào thời điểm mới chia tay, cô đã từng không nhìn mặt, thậm chí block hết số điện thoại Facebook của Hồ Quang Hiếu. Nhưng sau 6 năm, cô nhận ra đó là tư duy cũ cần phải thay đổi. Ở thời điểm hiện tại, Bảo Anh cho biết bản thân rất vui vẻ với những mối tình cũ. Nói về MV Từng Là Của Nhau, Bảo Anh chia sẻ, ngày xưa tâm lý của tôi lúc nào cũng xem mình là nạn nhân trong một câu chuyện tình cảm. Bây giờ tôi nhìn nhận mọi thứ ở góc độ khác thì tôi sẽ luôn biết rằng chuyện đổ vỡ không chỉ một người sai mà cả hai cùng tạo ra kết quả đó. Trước giờ tôi làm nhạc đa phần là cho phụ nữ. Mình từng có những tâm lý như vậy nên mình mới nhìn cuộc đời như vậy. Còn bây giờ mình khác rồi và mong cũng có nhiều người nhìn giống như tôi để cảm thấy được bình an hơn trong cuộc sống. Với những suy nghĩ này, MV Từng Là Của Nhau cũng được nữ ca sĩ thực hiện với nội dung không quá drama, quá kịch tính, chủ yếu tập trung truyền tải những suy tư của một cô gái sau chia tay. Bảo Anh và diễn viên Lãnh Thành diễn tả câu chuyện của một cặp đôi từng trải qua rất nhiều khoảnh khắc đẹp đẽ cùng nhau nhưng giờ chỉ còn trong ký ức của cô gái. Với kinh nghiệm diễn xuất trong bộ phim Bảy Ngọt Ngào, Bảo Anh đã cùng Lãnh Thành nhập tâm diễn xuất, thể hiện tự nhiên mà xúc động từng thước phim nhỏ nhất trong MV. Từ khoảnh khắc đầu tiên gặp gỡ, cảm nắng nhau, cho đến khi tình cảm nồng cháy, với những màn khóa môi mãn nhãn ngọt ngào, Bảo Anh và Lãnh Thành khiến người xem rung động bồi hồi bởi chuyện tình quá đẹp đẽ. Nói về bạn diễn Lãnh Thành, Bảo Anh cho biết, Lãnh Thành là một diễn viên giỏi, Thành làm tốt phần của mình và cũng biết cách tạo cảm xúc cho bạn diễn. Còn đối với tôi, những cung bậc cảm xúc trong MV tôi đều trải qua rồi. Từ hạnh phúc đến đau khổ, dằn vặt tuyệt vọng và khi chỉ có một mình thì tôi cũng diễn xuất, thể hiện bộc lộ hết mọi cảm xúc ấy ra mà không cần phải tưởng tượng quá nhiều. Trải qua nhiều sóng gió trong tình yêu, Bảo Anh đã thay đổi góc nhìn khá nhiều. Trước đây tôi không yêu bản thân mình nhiều, bây giờ tôi yêu bản thân mình nhiều hơn. Khóc lóc vật vã cũng mệt mỏi lắm chứ đâu có sướng gì. Đó là mình đang hành hạ bản thân. Mọi người hay lo sợ trong tình yêu rồi sẽ có những biến cố, nhưng dần những điều đó không làm cho tôi cảm thấy quá nghiêm trọng nữa. Chúng ta nên đơn giản hóa tình yêu một chút, đừng để bản thân bị tiêu cực vì nó. Tình yêu vốn là một cái gì đó rất đẹp, tại sao mình phải buồn và đau khổ vì tình yêu?